Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại xóm Bắc Tàn, xã Tự Do, Quảng Hòa, Cao Bằng. Thành đang có mặt tại một gia đình, họ đang tổ chức cái lễ gọi là lễ cấp sắc các bạn ạ, lễ cấp sắc của người Nùng các bạn nhé. Trước mặt Thành đây là khu vực bếp đấy, các anh các chị đang tổ chức làm bếp ở trong khu vực bếp bên này. Đấy, có rất là nhiều món ăn ngon và có nhiều món mang đậm chất gọi là đặc sắc của người Nùng của Cao Bằng các bạn nhé. Các bạn hãy theo chân thầy đi vào bên trong khám phá các bạn nhé. Chào cả nhà nào. Rồi đây các bạn này, thịt lợn này rất là nhiều. Đó, đây chắc đầu chí này là trưởng bếp. Rồi em đang làm món cái đây là dồi tiết nhỉ, dồi tiết. Ừ, dồi tiết. Được rồi thì anh ăn xong đấy. Kiểu mình đang cầm máy quay à, tí mỡ quá. Ừ, đó dồi tiết các bạn ạ. Rất là hấp dẫn luôn. Đây tí là món ba chỉ rán hay là khâu nhục hay là khâu nhục phải không? Khâu nhục các bạn ạ. Đây chủ yếu là thịt ba chỉ các bạn nhé, thịt ba chỉ con lợn đấy, lợn đen đấy, lợn bản các bạn ạ, không tăng trọng, bà con nuôi gần một năm mới được những con lợn to này để thịt đó, tí họ rán lên đó. Và khâu nhục là cho thêm khoai vào đúng không? Còn nhiều khoai đang trên khoai trong kia đấy đấy. Tí thầy sẽ quay chi tiết hơn để mà chia sẻ với các bạn đó. Tức là hai miếng thịt kẹp với một miếng khoai. Đó. Đây. Rồi tiếp tục khám phá những món khác các bạn nhé. Đây. Những món gọi là bên trong nội tạng của con lợn này. Đó. Nem. Đấy, món nem các bạn ạ. Thịt nạc. Đó. Đó. Đấy, rất là hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó. Lòng. Khoai. Khoai lang. Rồi. Đây. Bên tay phải này là khu vực thịt gà các bạn ạ. Đây. Thịt gà, thịt vịt. Đó. Mình thịt khoảng bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt à anh? 15 con gà. Bao nhiêu con vịt à chị? 12 con. Thế tất cả là 27 con. Cả gà cả vịt các bạn ạ, 27 con. Sáng nay đám cưới ở trong làng họ thịt 14 con. Gà vịt. Còn tại cái lễ cấp sắc hôm nay là họ thịt 27 con. Khu vực bếp. Còn có gà này. Chủ yếu là gà thiến các bạn ạ, những con gà thiến vàng ươm. Thịt vàng ươm này. Nuôi này gần năm trời đấy các bạn ạ, những con gà thiến ấy nuôi lâu lắm. Đó, đây cực kỳ hấp dẫn này các bạn ạ. Đó. Đây có miến này. Đấy, ôi rồi. Ba chỉ rán xong này. Cá chậu này là đem làm món là khâu nhục hết à? Em. Không nhục kia. Đây là ba chỉ rán đấy đúng không? Xong mình cắt ra thôi đúng không? Cắt ra. Wow. Ôi rồi cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn ơi. Thơm thế các bạn ạ. Thịt lợn bản mà rất là thơm. Mùi thơm của thịt tỏa ra rất là thích. Khu vực làm món gì nhỉ? Lòng phải không? Lòng gà đấy. Lòng gà á? Lòng gà. Lòng gà chỉ bốn con lòng gà. Đây, khoai lang đang chiên kìa. Chiên là món khâu nhục đấy. Là món khâu nhục đấy. Thì ai phụ trách món khâu nhục hả chị? Anh này. Thế á? Bếp trưởng rồi. Gặp bếp trưởng à. Hay rồi. Đó.
thịt treo lơ lửng trong nhà đây. Hiểu đâu? Nhanh chóng đi. Đây. Khoai đi. Đây. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Đây. Đó. Mời anh em ăn, ăn món ba chỉ nhá. À, ba chỉ thịt lợn đen Cao Bằng. Rồi. Lần này nuôi 3 năm rồi. Thơm các bạn ạ. Nhớ thịt rất là thơm. Mình cắt thái ra rất là thơm luôn. Miếng này còn hơi nhiều mỡ một chút nhỉ. Cơ bản là cũng được rồi. Ôi, thịt này lợn đen ngon lắm. Thơm lắm. Mềm. Đây phải nét một chút. Chúng con xếp vào đĩa, bày ra đĩa. Ừ, bày ra đĩa. Lấy ra ngoài kia đi. Chờ lâu thế. Bảo về lấy rượu mà chờ lâu thế. Đội bếp của mình có khoảng bao nhiêu người anh? Tầm 20 người anh ạ. 20 người đấy. Một số đang nghỉ ngơi à? Một số đang uống nước chè, giao lưu karaoke. Thì như sáng nay mình làm gần xong rồi mà nhỉ? À, trưa nay nhé, trưa nay tới giờ. Vâng. Các bạn ạ, từ lúc 1:30, 2 giờ họ bắt đầu làm rồi. Và là bây giờ đã đến 4 giờ chiều rồi, 4:30 rồi ấy. Thì cơ bản là các món ăn gần như là hoàn thành rồi. Họ chỉ, họ đợi khách đến và họ cắt ra, trưng bày ra đĩa và đưa lên mâm thôi. Công nhận thịt rất là thơm các bạn ạ, thịt rất là thơm. Đó. Vì mình thái ra có mùi thơm của thịt tỏa ra, như con lợn bản lợn đen, ít tăng trọng nhưng rất là thơm. Miếng này hấp dẫn này, miếng này nhiều nạc hơn này. Wow. Anh quay gần một chút để bạn xem nhé. Wow. Món này quá tuyệt vời rồi. Ui, chắc yêu đây bạn. Thái thịt đây, anh em là mời anh em bán gì nhá. Thái một đi. Rất là đều nhá. Trưởng bếp mà. Phủ thôi, chưa lên trưởng thôi. À thế à, phải tổ chức gặp lễ. Lên trưởng thì phải tổ chức lập lễ đúng không? Đó. Thành viên trong bản đấy. Tiếp tục quay qua một số món nữa để chia sẻ với các bạn là anh em bây giờ quay rồi mỡ này đó. Ở ngoài họ còn làm món nào không nhỉ? À thế á, ra ngoài xem nào. Nào vào khu vực góc bếp này xem các anh đang làm món gì nào. Ôi rồi cực kỳ hấp dẫn luôn. Món ba chỉ chiên. Ba chỉ chiên rồi. Đấy, cái món này rất là đặc trưng của đây. Người Tây Nùng Cao Bằng, nó rất là thơm. Mình chiên lên để làm món khâu nhục hay là mình thái ra luôn? Mình này. Chiên là xong rồi thái ra ăn luôn. Ăn luôn rồi nhỉ, ta chỉ chiên. Khâu nhục là cái chậu khác nhỉ? Khâu nhục là cái chậu mà ở bên trong ấy. Ở bên trong. Thịt lợn mình rất là thơm nhỉ, mỡ thơm lắm, không tăng trọng mà. Cái lợn không tăng trọng cho nên là cái lợn này nuôi được 5 năm rồi. Đấy. Wow. Rồi. Rất tuyệt vời này ạ. Rất tuyệt vời luôn. Chiên nó có ra mỡ mà mỡ mình còn không bớt mà là mỡ nó còn mình nhiều ra. Hót ra nhỉ, mình phải rót ra. Nhiều quá. Wow. Mới coi về. Chân lão.
toàn thịt nạc ở đâu? Xương các bạn ạ, xương các bạn ấy. Chiều mai là món xương. Xương ninh với lá măng mật. Có thì có nư vậy. Giản dị lắm đâu. Quay vô, sống quả cái đó mới đẹp mà. Đậu rán các bạn ạ. À, đậu này rán xong, xong lại đem vào nồi để mà đun, cái gì? Đun lên à, ninh lên à. Đấy. Nhìn hấp dẫn lắm, mà đậu bà con ở đây tự trồng được rất là thơm ngon. Đấy. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó. Đó, có một chị đang phụ trách nha, chiên khoai, khoai lang ấy, để làm món khâu nhục. Đó, đó toàn thanh niên gọi là háo hại. Đấy, làm bếp rất là tuyệt vời. Tới nay em sẽ khả bàn nó leo bớ. À, cho nó ăn đúng mà nhắn hết đây nó. Đó. Khoai lang. Khoai lang bắc tàn. Bắc tàn. Phòng bắc tàn. Cái tôi mua mắm bơ à? Con này sẽ có anh thái thịt một chút nào. Này khá kể từ mẫu anh quán này này. Sám tù mẫu nhét chất tù cậy. Cậy bắt. Đó. Ao bưng ngục, tức là trưng bày ngục mất mất luôn không? Cả đây tẹt khỏi đây ăn đếm ngay đi. À, nãy thằng nãy tặng hết khâu nhục nó. À, nằm khâu nhục vậy. Ừ. Đó. Món khâu nhục. Món khâu nhục các bạn ạ. Khâu nhục của người Tài Nùng Lạng ở Cao Bằng Lạng Sơn họ làm nhiều. Cao Bằng Lạng Sơn Bắc Cạn. Đó. Đấy tí họ kẹp với khoai này, nhân khoai chín, khoai lang chín lên này. Sau khi chiên xong rồi này. Hai miếng khoai à, một miếng thịt. Đó. Để làm món khâu nhục người ta thái miếng thịt tương đối dày các bạn nhé, vì tí phải ninh lên thật là nhừ các bạn ạ. Kẹp với khoai lang, một miếng khoai lang, hai miếng thịt kẹp vào nhau và ninh lên rất là nhừ luôn. Là món đặc trưng của người Tài Nùng Cao Bằng Lạng Sơn. Đó. Đều đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.